Lời nói đầu tiên thì cho kênh Vibo62 Long An nên gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe ha, tràn đầy hạnh phúc ha. Thì hôm nay em theo yêu cầu của anh ở Gò Công và một anh ở Bến Tre ở Bạc Liêu ha, thì lên cho ảnh một bầy 6 con, 3 con đầu sô và 3 con bò lửa ha cô chú anh chị. Ba con bò lửa này có 2 con bi lùng ha cô chú anh chị ha. Thì số ký nó từ 27 28 cho đến 32 ký của chú anh chị. Thì em cũng không làm mất nhiều thời gian của chú anh chị luôn, em bằng báo giá 6 con này là 18 triệu 500 tại chuồng ha. Em có bao ship khu vực Gò Công của cô chú anh chị ha. Thì thông qua cái video này em cũng cảm ơn hai vợ chồng của em trai ở Ba Chi Bến Tre ha và anh ở Tân Châu Tây Ninh ha. Thì nhiều cô chú anh chị hỏi em là sao giao dê không có làm video, em có nói thật luôn là em không có làm video, tại vì cái này nó ảnh hưởng đến cá nhân của nhiều cô chú anh chị, lại không thích quay video á, cho nên là em không có quay video. Thì em cũng nói lên cho cô chú anh chị như vậy, tại vì cô chú anh chị đã nói có giao dê không mà sao không thấy cái video nào hết trơn. Thì lâu lâu em mới quay một video để giao dê cho cô chú anh chị xem thôi ha. Thì hôm nay em lên bày 6 con này, 3 con đồ xô ha. 3 đồ xô này có 2 3 con gì được đã nhảy ra cô chú anh chị. 3 con đồ xô, 3 con bò lửa, có 2 con bò lửa bên lùng ha cô chú anh chị ha. Thì hàng này thì ăn cỏ thì nhiều ha cô chú anh chị. Thì sẵn đây em cũng nói cô chú anh chị luôn là một số cô chú anh chị á mà mới bắt đầu mà khởi nghiệp nuôi dê á, thì chúng ta nên bắt những cái con hàng giống hàng thường thường thôi, thì chúng ta không nên bắt những con giống hàng bi lùng ha. Thì hàng bi lùng nó cái gì cái đẹp lùng mập thì nó đi đôi với cái hàng ăn với ăn thức ăn ha cô chú anh chị. Cho nên là những cô chú anh chị mà mới giờ nuôi khởi nghiệp á mà chúng ta bắt những cái con dê đó về á, thì chúng ta lại khó nuôi ha cô chú anh chị ha, tại vì nó ăn cám thức nhiều. Cho nên là cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị điện thoại hỏi em hàng bên lùng như thế nào, thì em phải hỏi trước tiên là cô chú anh chị có nuôi chưa. Thì em cũng tư vấn là nếu mà chưa nuôi á thì em tư vấn là nuôi những cái con khác chứ nuôi những cái bên lùng, tại vì bên lùng nó vậy nó ăn thức ăn nhiều lắm ha cô chú anh chị. Thì đây hôm nay em theo yêu cầu của anh trai ở bên Gò Công ha, anh trai ở Bạc Liêu và anh trai ở Bến Tre, thì em quay cái bài này 6 con lên cho anh kia quay cho anh 6 con, thì em quay 3 con bo lửa ha, con này bên lùng ha cô chú anh chị, 3 con đầu sô ha. Thì có cái con này cô chú anh chị, cái chân móng nó hơi dài á, em cắt nó hơi thốn á, cho nên là nó quỵ gối hả cô chú anh chị, chứ không có vấn đề gì hết trơn ha, nó ăn uống bình thường chứ không có gì hết cho cô chú chị ha. Thì em cũng xin nhắc lại là cái bầy này 6 con, 3 con đầu sô và 3 con bò lửa ha, số ký từ 27 cho đến 32 ký của cô chú anh chị, em bán với giá là 18 triệu 500 tại chuồng ha. Trong bầy này thì có 2 3 con gì được đã nhảy ra cô chú anh chị, cô chú anh chị nào mà ưng ý hợp xem hợp nhẽ liên hệ qua em qua số điện thoại 0389311419 ha. Đây cô chú nhìn, chị nhìn ha, con này xù ôm vai luôn ha, tới vai luôn. Thì hiện tại hàng đầu sô nó đang hút vô cô chú anh chị, cho nên là giá có thể nó trong lọt qua lễ nó sẽ cao hơn xíu ha cô chú anh chị ha. Tại vì bây giờ nhiều cô chú anh chị không, em không biết là cái phong trào hay sao mà bây giờ nhiều cô chú anh chị là chuyển qua cái mô hình nuôi sinh sản để đảm bảo an toàn. Thì có nhiều cô chú anh chị từ trước giờ nuôi hàng dê được vô béo mà lại nay lại chuyển sang cái hàng mà nuôi sinh sản cho nó đảm bảo an toàn ha cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú anh chị cũng chia sẻ với em như vậy, và hiện nay đại đa số là em thấy nhiều cô chú anh chị mà hàng nuôi hàng vỗ béo lại chuyển sang cái hàng nuôi cái sinh sản, thì đường đi đường dài của chú anh chị nói là hàng an toàn hơn. Thì hôm nay em lên theo cộng một số anh thì em lên bày 6 con nhẹ tiền cho cô chú anh chị ha,
ba con đồ xô, ba con bò lửa, có hai con bò lửa bên lùng ha cô chú anh chị, vài đôi luôn ha. Giá là 18.500 tại chuồng nha, số ký từ 27 trên đến 32 ký rồi cô chú anh chị. 27 chỉ có 1 con ha, còn như 28, 30, 31, 31 rưỡi ha cô chú anh chị ha. Mình này 6 con này cô chú anh chị nào khu vực Gò Công Bắc thì em bao free ship cho cô chú anh chị cho, miễn free ship tới nhà luôn cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ với em với số điện thoại 0389311419 ha. Cái con đầu xô này nó móng nó dài á cô chú anh chị, nên là em cắt nó hơi thốn à, cho nên là nó hay hủy gói ha cô chú anh chị, chứ ăn uống là bình thường ha. Thì em quay con dê có sai em nói vậy cho cô chú anh chị ha, chứ để mất công của chính chị nó bắt lại về lại cô chú anh chị lại phản hồi em những cái điều mà không hay nữa ha. Thì quay dê có sao em nói vậy cho cô chú anh chị ha. Bài này là ba con bo lửa ha, ba con đồ xô, có hai con bo lửa bên lùng ha cô chú anh chị. Này cô chú anh chị nào mà ưng ý thì liên hệ với em qua số điện thoại 0389311419 ha. Đây ba con bò lửa ha, con nào con lấy bóng rồi cô chú anh chị. Máng bên em là ăn cỏ không mà cô chú anh chị ha. Này cũng thông qua video này cũng xin nhắc lại lần nữa là cảm ơn vợ chồng hai em ở Ba Chi Bến Tre ha, và anh ở thị trấn Tân Châu Tây Ninh ha, đã ủng hộ con giống của bên em vừa thời gian vừa qua ha. Thì theo yêu cầu của anh thì em lên ba con cái bò lửa, ba con cái đầu xô ha, số ký từ 27 cho đến 32 ký của cô chú anh chị. Giá em bán là 18.500 tại chuồng ha cô chú anh chị ha. Em bao ship khu vực Gò Công ha. Và những khu vực còn lại thì phụ thu ship giúp em ha. Thì cuối video em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem và ủng hộ con giống của bên em trong thời gian vừa qua ha. Thì em cũng xin cô chú anh chị cho một lượt đăng ký thì em có thể tiếp tục làm những cái video tiếp theo để gửi cô chú anh chị xem ha. Này ba con đầu xô, ba con bò lửa. Hàng này bị lùng ha cô chú anh chị, dây đôi luôn ha. Hàng bò lửa thì quay nó không có thấy rõ. Rồi, cô chú anh chị nào mà ưng ý thì liên hệ em qua số điện thoại 0389311419 ha. Thì những ngày lễ sắp đến thì em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và gia đình thật nhiều sức khỏe ha. Thì chúng ta nhớ giữ an toàn trong cái thời gian sắp tới ha cô chú anh chị ha. Đi ra đường nhớ đeo khẩu trang nè ha cô chú anh chị, để đảm bảo sức khỏe cho chúng ta ha. Tại vì bây giờ dịch Covid nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nên cách tốt nhất là chúng ta bảo vệ cho chúng ta trước đi một cách tốt nhất ha cô chú anh chị. Rồi em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video của em ha. Em xin thân ái chào tạm biệt.